axit, nhớ giùm lợ đi. Axit là trong đó phải có gì? Có H. H đứng đầu. Đứng đầu. Đứng đầu. Và nhớ axit, mỗi lần đáng ghen á, tạc axit. Ai hay tạc axit vậy? Nữ. Đây là nữ mạnh nè. Mạnh bạo á, liều lĩnh á. Được chưa? Lào lấy ví dụ nè. HCl axit, đúng không? Bởi vì có H đứng đứng đầu. Tiếp H2CO3 axit không? Axit. H đứng đầu. H2S axit không? Axit. H đứng đầu. H2SO3 axit không? Axit. H đứng đầu. H2SO4 axit không? Axit. H đứng đầu. H3PO4 axit không? Axit đứng đầu. HNO3 axit không? Axit. H đứng đầu. H2O axit không? Không, lý do nó là gì? Nó là nước. Kịp chưa? Và nhớ giùm em, H thì luôn luôn là H gì? H cộng mấy H? Vậy là Cl trừ. Tiếp, H luôn luôn là H cộng mấy H? Vậy là CO3 2 trừ mấy H? H cộng và S 2 trừ mấy H? Vậy là H cộng với lại SO3 2 trừ. Tiếp mấy H? 2H là H cộng với SO4 2 trừ mấy H? 3H thì H cộng với lại PO4 3 trừ mấy H? 1H H cộng với NO3 trừ mấy? Này nước. Nước. Cái này dễ là tới vào tính.